Chào mọi người đến với Nha Trang miền Tây. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2024. Nha Trang miền Tây tiếp tục cho lưu lượng xưa nghe mọi người. Số máy chốt hàng của Nha Trang miền Tây là số 0948851135. Đơn 500.000 Nha Trang miền Tây sẽ bao ship và khách mới cộng 200.000 nha. Trời đang mưa rất là to, mọi người thông cảm giùm em nghe mọi người. Đầu tiên em cho luôn một cái ấm tàu lông ẩn, hàng chuẩn cổ, hàng kiểu đàng hoàng đẹp lắm mọi người ơi. Chiều cao của nó là tới cái nắp luôn là 9.5 cm. Cái này là mày mọi người, cái này lỗi men của nó nè, một cái lỗi men thôi, tình trạng của nó chỉ bị lát men lát dòi chút xíu này mọi người, lát dòi chấm này thôi, còn lại lành nha. Nắp này nó cũng lành luôn, nắp đám mây lành siêu đẹp luôn. Cái này với dính lò của nó thôi, siêu đẹp luôn nha. Đây con rồng đây mọi người đó, hàng chuẩn cổ nha. Cắm này tương đối lành luôn mọi người, chỉ có bị lát men lát cái dòi chút xíu thôi. Đây nè, cắm này em vô luôn với giá là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu cho mã số 1. Mã số 2 vô luôn 2 con tôm. Cái này mọi người này về đây đứa em lao cũng được. 1-2 con tôm này rất là hiếm luôn. Chiều cao của nó là 28 cm. Đây một con tôm. Cái này đó nó dính xi măng á mọi người. Ta làm á, ta làm xong nó dính xi măng thôi. Này này rửa gã chân à. Con này lành, con này nó một đường tóc chỗ này nè, rất là khó thấy. Ở ngoài đây thấy mờ chút xíu nè, còn phía trong mình tóc nè mọi người. Đây nè. Ha. Đó. Còn con thứ hai này thấy nó lành. Hai con tôm siêu đẹp luôn mọi người. Hai con tôm này em vô luôn với giá là 450.000 nha, tôm vàng luôn mọi người. Hàng hiếm nha, 450.000 cho mã số 2. Mã số 2 với giá là 450.000 ha. Mã số 3 một cái bình cục nè, chiều cao nó là gần 32 cm, có một cái bình cục về chế đèn nha, lục giác Nhật đó. Này bỏ mày bán rồi, này bán một cặp luôn mà cái đèn bình Nhật kia mà đợi cọc nó mới xả đó mọi người. Tình trạng của nó là rất là tốt nha, chỉ bị mẹ bể nhiều thôi, còn lại là yên nguyên rất là đẹp luôn. Cái này em vô luôn với giá là 400.000 nha, cái bình cục 400.000 cho mã số 3 bình Nhật nha. Mã số 4 10 cái chiếc yêu Nam Bộ luôn. Cái này 10 cái nè, 10 cái này trong đó có một cái nhỏ ha. Đường kính của nó là không đồng đều nha, 15.5, còn cái nhỏ có một cái nhỏ nhất là 14. Cái này nó bị lát khi lát men cho đó thôi. Cái thứ hai lành, cái thứ ba có một chấm lát men ha. Chiếc yêu này bây giờ gọi là chiếc yêu hiếm luôn rồi. Cái này lành đẹp nè, cái này lành đẹp, cái này cũng lành đẹp luôn nha. Cái thứ năm này nó bị lát men rất là nhỏ nha, sáu rồi chứ. Cái thứ bảy nó có bị một lát một chút xíu nè. Cái này nó bị lề chỗ này, đây này mình là bảy đây. Cái cuối cùng lành nha, cái cuối cùng lành đẹp luôn. 10 cái chiếc yêu này em giao luôn với giá là 300.000 nha. 10 chiếc yêu Nam Bộ 300.000. 10 chiếc yêu Nam Bộ 300.000 cho mã số 4. Mã số 5 anh em có 10 chiếc nhé. Mới mùa còn ướt còn nước. 10 cái chén ông thợ Trung Quốc, được kính là 9.2-9.3 cm. 10 cái luôn, cái này được mua được một chục này. Chén này chén chè nha. 10 cái này đều lành rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Chén này ăn cơm cũng đỡ luôn, cũng được luôn nha mọi người. Chén cơm ăn cơm hoặc là mình cúng cơm á mọi người. Rất đẹp nha. 10 cái chén này em vô luôn với giá là 900.000 nha. 900.000 cho 10 cái chén ông thợ Trung Quốc xưa, đúng một chục luôn mọi người. Là mã số 5 với giá là 900. Mã số 6 có một cái hũ lái thiêu, hũ này có được kính miệng của nó là 7 cm và chiều cao là 16 cm. Cái hũ này người ta, cái rãnh này là ta để mà đều đổ nước lên vô mọi người, để cho nó không có kiến hay mày kia nó vô ha. Trời ơi, có một cái điểm lũng mà em không thấy nè. Cái này mua lỗ luôn mọi người. Có một cái điểm lũng này nó lỗ xíu đây nè, còn cái này nó bị lát đây. Cái này cho luôn với giá là 200.000 nha. 200.000 cho cái hũ này rất là hiếm luôn. 200 cho cái mã số 6. Mã số 7. Ba cái chén Nhật. Được kính là 10.5. 10.5, cái này nó bị gì không? Em thấy có một cái này là nó bị chày men mà mọi người. Chày men chỗ này nè ha. Không có silicone vào đây. Cái thứ hai này nó có một cái điểm vẫy rất là nhỏ luôn nha, rất là nhỏ luôn. Hộp xanh. Và cái thứ ba này
lát một chút xíu đây thôi nha. Ba cái chén này em vô luôn với giá là 350.000 cho mã số 7. Mã số 8 có một cái dĩa thủ, đường kính miệng nó là 14.8 nha. Một cái duy nhất. Cái này ha. Cái này thì em thấy nó lành nha, cái này lành nhưng mà nó hơi xấu một chút xíu à. Cái này em vô luôn với giá là 150.000 cho cái mã số 8. Mã số 9 em bữa nay em có mua được 6 cái dĩa con cá. Đường kính nó là 18.5, 18.6, 6 cái. Cái này là đẹp nha, cái này rất là đẹp. Cái thứ hai cũng đẹp luôn, không thấy còn gì hết. Cái thứ ba nè, xuất sắc. Cái thứ tư khỏi chê luôn nha. Nói chung là bốn cái này đều đẹp hết. Còn cái thứ năm này cũng đẹp luôn nhưng mà nó chỉ có một hai chấm thăm men á mọi người. Và cái thứ sáu, cái sáu này do người ta sử dụng nhiều à, cho nên nó có khờ men nha. Đó, 6 cái này em vô luôn với giá là 300.000. 6 dĩa con cá lái thiêu màu 300.000 cho cái mã số 9. Mã số 10 có một cái nhạo nhật nha, một cái nhạo nhật nhưng mà có tình trạng. Chiều cao của nó là 12 cm tới cái nắp luôn. Cái nắp này nó có bể gì nè mọi người. Và tóc nha, tóc có tóc luôn. Tóc nhưng mà nó em thấy là nó không có ra mảnh nha. Tóc mà không ra mảnh, tóc hai bên nè. Tóc. Cái thân này nó có một cái đường tóc. Từ đây xuống tới đây. Nắp này thì nắp nhật. Nhưng mà đây nó có mọc đỏ luôn nè. Thân thì nó chỉ còn có một cái đường tóc đó thôi nha. Cái này em giao lưu với giá là mấy trăm ngàn đây. 250.000 nha, 250.000 cho một cái nhạo. Mã số 10. Mã số 11. Một cái nắp khai siêu hiếm luôn mọi người. Khai Sài Gòn mà khai đường có chiều dài là 15 và chiều ngang của nó là 11 cm. Khai này là khai độc ẩm gốm Sài Gòn nha. Một cái nắp khai xuất sắc hiếm luôn. Ở trong đây là mọi người làm quá đẹp luôn nha, một cái nắp khai. Khai này gọi là khai siêu hiếm luôn nha mọi người. Ai có cái thân mà gáp vô là lên hàng mấy chục triệu một cái như thế này. Nếu có thân. Cái khai này, cái nắp khai này em giao lưu với giá là 1.200.000. 1.200.000 cho cái nắp khai nha, gốm Sài Gòn. Đó là cái mã số 11, mã 12 có hai cái muỗng nhật rồng. Hai cái này được kính là 13.8. Cái này thì lành nha mọi người, cái muỗng nhật rồng này thì lành. Còn cái thứ hai nó bị lát một cái chấm chỗ này nè ha. Hai cái muỗng nhật này em vô luôn với giá là 200.000. 200 cho cái mã số 12, mã 13. Ủa? Mã 13 là cái gì đây? Một cái dĩa rồng. Một cái dĩa rồng, một cái duy nhất. Đường kính miệng nó là 22.4. Có một cái chấm này là thiếu men nè mọi người. Đó, một cái duy nhất. Một cái duy nhất nè, cái này cho luôn với giá là 450.000 nha. Một cái duy nhất 450.000 cho cái mã số. Cái này nếu một cặp thì bán 1 triệu, nhưng mà lẻ thì em bán 450.000 mọi người, tại vì một cặp nó khó kiếm hơn nha. 450.000 cho mã số 13. Mã số 14 có một cái nhạo này. Cái nhạo thọ mà nó độc lạ luôn. 11.5 là chiều cao của nó. Cái nắp này lành nha. Khờn khờn men không đáng kể, coi như bỏ qua, coi như lành đi mọi người. Cái thân này á, đây nó có bị lát một chấm đây. Dưới lát cái đầu dòi nha. Mà cái ông thọ nó vẽ là nó in đó mọi người. Đây in nha. In lạ lùng luôn, rất là lạ, có ba chữ đây. Ha. Thượng thọ là cái nhạo như thế nào em quên mất tiêu rồi, để kiếm mọi người xem giờ không thấy đây rồi. Nói chung là cái nhạo này nó độc lạ luôn mọi người. Ông thọ độc lạ luôn. Để em quay cái thần nha, cái nhạo khác cho mọi người xem. Thường nay thọ tiên ha. Mà cái này là có mình một ông thọ thôi nè. Cái nhạo này em cho luôn có giá là 150.000 nha. 150.000 cho cái ông thọ siêu lạ này luôn. Đó là mã số 14, mã 15. Có một cái nắp thố nhật. Thố nhật. Đường kính miệng nó là 9.8 cm. Một cái nắp thố nhật có lát men phía trong chút xíu này nè. Cái này là lò của nó nha, chứ không phải bị mẻ nha mọi người. Nắp thố nhật mà song hỷ, một cái duy nhất em vô luôn với giá là 200.000. 200.000 cho cái mã số 15. Mã 16 có 10 cái muỗng đây, bữa nay mua được 10 cái muỗng mọi người. 10 cái muỗng này đều lành đẹp hết, muỗng lớn nha.
14.7, 14.8 nha. Cái 14.5, nói chung là muỗng này muỗng bự. Muỗng này ít có nha, muỗng này ít có. Muỗng đây em sẽ quay cái muỗng nhỏ cho mọi người xem. Muỗng nhỏ xíu gì nè. Cái này muỗng bự, rất là bự nha. 10 cái muỗng này, bự này em giao lưu với giá là 300.000 nha. Tàu Bạch Định hàng chuẩn cổ. 300.000 cho cái mã số 16, mã 17 của hai con ếch. Hai con ếch treo tường gốm Biên Hòa xưa. Nó dài 19.5. Hai con. Đây cái chôm cốt cũng già lắm mọi người, rất là già luôn ha. Con này, hai con này đều lành hết. Đây, hai con đều lành hết nha. Có những cái quả biến rất là đẹp luôn nè mọi người. Đó, những cái quýt này, quýt màu nâu nâu là những cái quýt bỏ biến của nó như thế này nè mọi người. Đó. Cái bếp treo tường gốm Biên Hòa xưa này em giao lưu với giá là 450.000 cho cặp ếch nha, mã số 17. À, thường mọi người sẽ thấy là tôm với cá là nhiều nha, còn ếch, đó, ếch thì rất ít gặp. 450.000 cho cái mã số 17, lành đó mọi người. Mã số 18 có ba cái chén nhật lẻ, đường kính là 11.4 cái 11 ha. Đây một cái chén nó in giáp 4 chữ đích, in giáp cái chén luôn, có tóc nha mọi người. Có cái này là vết đạn của nó, của cái này tóc đây nè. Đó, chén này lạ lùng luôn nè, chén nhật luôn nha. Còn cái thứ hai đây có tóc hai đường, chén này là song long của Nhật luôn, có tóc. Và cái thứ ba này nó có tóc hai đường luôn. Cái chén này là chén Trúc Lâm Thất Hiền của Nhật luôn nha, cũng mỏng lắm, rất là mỏng. Đây Trúc Lâm Thất Hiền đây. Ba cái chén te này em vô luôn với giá là 200.000, 200.000 cho mã số 18. Mã số 19 có một cái đèn. Đèn này 19cm là chiều cao tới cái bóng luôn. À, ủa cái này nó ngủ quá ta. À cái này nó bị mất. Mất cái quay dặn rồi, mà cái cây dặn rồi mọi người, để em thay cái cây dặn khác mọi người nha. Cái này nó lạ lắm. Cái chân nó màu đậm hơn cái bầu nữa nha. Cái chân của nó là cách điệu hình cánh sen nha. Đó mọi người nhìn thấy giùm em nha. Rất đẹp luôn nha. Cái này là đốt đèn trên trên bàn thờ thì tuyệt vời luôn nha. Đó, bàn gia tiên gì đó. Đây. Cánh sen. Cái đèn đẹp này em vô luôn với giá là 150.000 cho cái mã số 19. Mã số 20 có một cái bình trà. Bình trà chiều cao là 13cm tới cái nắp luôn. Rất là đẹp luôn nha mọi người, rất là đẹp. Bình trà sông bé. Cái nắp này nó có một cái này lõi lò chút xíu không đáng kể nha. Đó. Cái nắp dưới cái này là chín mờ luôn, tại vì nhiều khi mọi người, cái bình này mọi người ví dụ là chăm trà hoặc chăm nước á thì nó sẽ gạn, hoặc là nè, tiếp xúc với nước nó sẽ gạn ra, còn ở trên này ít tiếp xúc với nước cho nên là nó sẽ cần rất là đẹp nha. Đó, cái bình đem cho luôn với giá là 250.000 cho mã số 20. Mã 21 đem có hai cái món đồng. Hai cái này là hai cái hộp đựng trà hay gì đó mọi người. Một cái được kính là 10, một cái được kính là 9 nha. Đó. Cái này không có chùi nha, tại đời xưa em không có chùi, chùi ra thì đẹp thiệt nhưng mà em không thích. Cái này thì đẹp hơn, cái này mua sao để vậy à. Hai cái thân như thế này em giao lưu với giá là 250.000 nha. 250.000 cho mã số 21. Mã số 22. 22 em có thanh lý bốn cái chiếc yêu. Một cái chiếc yêu nhỏ được kính là 13, còn ba chiếc yêu còn lại là được kính là 15.7, 15.8 nha. Chiếc yêu nhỏ này có tình trạng, nói chung là bốn cái này đều có tình trạng hết nha. Đây cái này tóc hai đường. Cái thứ ba này. Cái thứ ba này em đem đâu không được. Này tóc mấy đường nữa nha mọi người, nhưng mà nó rất là bự, ba chiếc yêu còn lại rất là bự. Còn cái chiếc yêu thứ tư nữa có mẻ nè, miếng nè. Bốn cái chiếc yêu này em giao lưu với giá là 150.000 cho bốn cái chiếc yêu tàu. Mã số 10, mã số 22, mã số 23. Một bình trà. Bình trà này thì giống Đà Lạt lắm mọi người. Chiều cao là 12.8 nha, có cái nắp này nó bị thần men một xíu thôi, thần men. Đó. Nắp này như hơi bị lai nha mọi người. Nắp cỡ 8, 10, 9, 10 với cái bình đó thôi. Còn cái bình này tích thượng cà mã thú nè. Nhìn cái chôm này rất giống đồ Đà Lạt nha mọi người, rất giống đồ Đà Lạt. Cốt rất là đanh nè. Rất là đanh ha. Cái này em vô luôn với giá là 200.000. 200.000 cho cái mã số 23. Mã 24.
này mới mua được, rửa còn nước không. Một cái đèn ABC nó có cái này nữa nè mọi người. Đó, cái này cũng ít gặp luôn, cái này mới mua được nè, rửa còn nước nè. Đây cái đèn ABC này lần nha, mua thêm tặng cái tem nữa nha, chứ không có bóng. Cái đèn ABC này em giao lưu với giá là 300.000, 300 cho mã số 24, mã số 25, hai cái món đồ ta, một cái đường kính là 10.5, còn cái còn lại là 12.3. đây cái bự đây, cái này chu đậu nè, nó bị lát nha, 1.2 bên đây, và cái này nó bị lát hai bên đây miếng nữa. Hai cái này em thanh lý với giá là chỉ 100.000, chuẩn cổ nha, 100.000 cho cái mã số 25. Mã số 26 đây có 7 cái chiếc yêu, đường kính là 14.6, 14.7 nha. 7 chiếc yêu này rất là hiếm đồ nha mọi người, rất là hiếm. Đó, đẹp xuất sắc, đẹp như thế này nè mọi người, 7 cái nha. Cái này nó bị một chấm khờn nhỏ thôi, hàng whip luôn mọi người. Cái này nó có một cái đường góc mờ đây nè, hoa văn khỏi chê nha, một cái chấm khờn nhỏ thôi. Em để rất là lâu, cái này bị lắc men dưới chút xíu nha. 7 cái này em vô luôn với giá là 300.000, 7 cái chiếc yêu Nam Bộ mà có hoa văn rất là đẹp này, em vô luôn với giá là 300.000 cho mã số 26. Mà 27 một con cá dài, cá gạt tàn này dài 15 cm, một con cá màu xanh da chai rất là đẹp luôn. Đó, tình trạng của nó là có 1.2 thiếu men thôi mọi người. Con cá gạt tàn này đó, em vô luôn với giá là 200.000 cho con cá gạt tàn Biên Hòa xưa, 200 ha. 200 là mã số 27, mã số 28 có hai cái dĩa. Đường kính là 13 cm. Hai dĩa này cũng rất là lạ luôn. Em bán dĩa chén dĩa bông đào rất là nhiều, cả ngàn, mấy chục ngàn cái luôn. Nhưng mà đó giờ em mới gặp cái dĩa nào nhỏ xíu vậy nè mọi người, đường kính tầm 13 cm à. Mà đó bông đào dĩa bướm luôn nè. Nhỏ xíu. Cái này ấp chén cái gì đó. Hai cái rất là nhỏ này. Tình trạng của nó là lành, nãy mà nó mới đầu 13 gì này, 12.7, 12.3, 12.8 à. Hai cái dĩa đẹp này em vô luôn với giá là 100.000, siêu lạ luôn. 100.000 cho mã số 27, 28 nha. Mã số 29. Hai cái chén tàu. Một cái là 11.6, còn cái còn lại là 11.5. Đây. Cái này không cũng 200.000 mọi người. Còn cái này men hơi xấu chút xíu nha. Hai cái này tương đối lành nha, em bán với giá là 250.000, vừa bán mà vừa tặng nha mọi người, 250.000 cho cái mã số 29. Mã số 30 có hai cái tô lông vắt xấu nè, đường đất đó mọi người, cúc đất, đường kính là 16 cm. Cái này lành rộng uống lượng ở trong, đây là ngoài là đuôi, còn ở trong là đầu mình luôn nha. Nè đây nó bị lát men một chút xíu đây nè, cái này đẹp, rất là đẹp luôn. Hai cái đèn vô luôn với giá là 300.000 cho mã số 30. Mã số 31. Một cái tô. Đường kính là 19 cm. Cái tô này trọng hai gói bị nha. Cái tô lái thiêu. Nhất phiến băng tâm, có hiệu đề của nó nha. Đây con chim có bụng chà bá lửa luôn, hai cái bông ha. Rất là to, tình trạng của nó là em thấy nó lành nha. Cái tô này em vô luôn với giá là 200.000 thôi mọi người. Một cái tô này với giá là 200.000. Bự chà bá, mã số 31. Mã số 32, hai con voi. Hai con voi gạt tàn, nó dài chiều cao là 16 cm. Con này lành. Con này lành nha mọi người. Đó, rất là nặng. Con thứ hai nó bị lát một chấm chỗ này nè. Một chấm đây nữa. Và lát miếng dưới chút ha. Hai con voi này nặng lắm mọi người. Em giao lưu với giá là 200.000, 200 cho cái mã số 32. Mã số 33 em có 5 cái chén cái chấm, đường kính nhỏ xíu à, chén lái thiêu rất là già. Ủa nãy mới đo nhiêu quên nữa rồi, 9 cm. 5 cái chén nước chấm mini ha. Cái này nó có một đường vẫy rất là nhỏ nè. Còn ba cái còn lại là lành nha. À ba cái còn lại thì hai cái lành. Còn một cái nó có một đường tóc rất là mờ đi nè, mà có hoa văn nó cũng lạ hơn chút. 5 cái chén nước chấm nè em vô luôn với giá là 150.000
cho cái mã số 33, mã 34. Đây thanh lý với mọi người. 5 cái ly đồ ta nha mọi người. Em đo cái nhỏ nhất thôi nha. 4.5 và cái lớn nhất nó là 4.8 nha. Đây. Cái nào cũng có tình trạng hết trơn. Đồ ta hàng chuẩn cổ nha. Rồi lát miếng nè. Cái này thì nó bị lát miếng chút xíu đây luôn. 4 cái chung ta này em vô luôn với giá là 200.000 nha. Giá rẻ như cho luôn mọi người. Ra ngoài đóng đi con cho sắp rồi. Đó là cái mã số 34, mã 35 ha. 35 một cái hai cặp dĩa đường kính 13 cm, 1969. Cái này lát men chút xíu thôi. Rồi hình như còn hai cái này cuối cùng hay gì đó mọi người. Hai cái dĩa này 1169 nè, em cho luôn với giá là 150.000 thôi mọi người. 150.000 cho mã số mã số 36, mã số 35 chứ, mã số 36. Có một cái đèn này nè, có chiều cao là 24.5, mọi người mua thì em tặng cái bóng luôn nha. Đó, bầu tuyệt đẹp luôn mọi người, bầu nè. Xuất sắc luôn nha, long lanh đẹp, long lanh ở chơi chân đây. Nó khía đẹp lắm luôn. Rất là đẹp. Cái này là em tặng bóng với tặng tim luôn nha, về châm dầu sử dụng được luôn. Châm dầu sử dụng ngay luôn. Cái đèn này em vô luôn với giá là 200.000, 200.000 cho mã số 200.000 cho cái mã số 36. Mã 37 đây, có một cái dầm Nhật. Đường kính là 13.7 nha, 13.7 tích lã vọng Nhật nha. Hàng Nhật xưa. Đó, rất là đẹp, tình trạng của nó là lành. Cái dầm Nhật này em vô luôn với giá là 550.000 cho cái dầm Nhật xưa tích lã vọng mã số 37. 550.000 mã số 37 ha. Đây, mã số 38 em cũng một cái gì đó mã số 38 đây. Đây, có một cái bát này được kính là 13.3 nha. Một cái bát tàu đất nha, chuẩn cổ nha. Nó vẽ bông mọi người, bông giáp cái này luôn, chuẩn cổ. Nó có một cái điểm vẫy rất là nhỏ nè. Ha. Cái này em cho luôn với giá là 100.000 nha. 100.000 cho một cái bát tàu. 100.000 cho mã số 38. Mọi người có thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại chốt đơn là 0948851135. Đơn 500.000 thì Ve Chai Miền Tây sẽ bao ship và khách máy cọc 200.000 nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ Ve Chai Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.